Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nay Shop Nhật Việt sẽ review cho anh chị và các bạn một mẫu ruột nồi cơm điện hàng của khách shop mới order về nhé. Thì dòng này là ruột nồi cơm điện của Tiger ạ. Đây ạ. Hãng sẽ ghi thông tin này. Dòng này là Tiger JKT S18S. Hàng khi mà các anh chị đặt với hàng của ruột nồi cơm điện thì nó sẽ được đóng gói như này nhé, nguyên hộp giấy luôn ạ, hàng mới chưa qua sử dụng. Giờ em sẽ mở hộp để cho các anh chị và các bạn cùng xem ruột nồi bên trong sẽ như nào ạ. Đây ạ, ruột nồi cơm điện rất là đẹp luôn ạ. Em sẽ bỏ cái lớp túi bóng này ra để cho các anh chị và các bạn cùng xem cái ruột nồi mới thì nó sẽ như nào. Nói chung là tiền nào của đấy luôn ạ. Ruột nồi mới tinh luôn, hàng của hãng luôn, chưa qua sử dụng. Cầm rất chắc tay, nặng tay. Dòng này là dòng ruột nồi dạng ruột nồi đất ấy, chứ không phải là dòng kim loại. Đó, có tiếng kêu như kiểu là dạng như là cái nồi bằng đất ấy. Tiger thì rất là hay có kiểu dạng nồi đất nung như này. Dòng này khách của shop order là dòng 1.8 ấy. 1.8. Rất chắc tay, rất đẹp ạ. Có chuôi này, dòng này có chuôi nhá. Những cái mẫu nồi của Tiger trước thì hay có chuôi để giúp là cố định cái nồi nó không bị xoay khi mà chúng ta đảo cơm ấy, rất là hay luôn ạ. Đó, ruột nồi thì quá đẹp luôn, không có gì để chê cả. Rất đẹp, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đó, hết sức nâng niu vì nó là bằng gốm, bằng đất nung. Xịn sò, quá xịn sò luôn ạ. Đó, thì thay vì chúng ta phải sử dụng cái nồi cơm điện nó bị bong chóc ấy, thực tế thì ruột nồi cơm điện nó, nếu mà nói hỏng thì nó sẽ không hỏng, nhưng mà khi mà nó bị bong chóc thì chúng ta nấu cơm ấy thì có cái những cái vết chống dính ấy, những cái gọi là những cái chống dính mà tráng ở nồi ấy, nó có thể sẽ phai va vào cùng với thức ăn ấy, thì đó là những lúc mà chúng ta cần phải mua một chiếc ruột nồi cơm điện mới để thay thế. Còn đương nhiên là có những khách của bên shop sử dụng cái ruột nồi cơm điện nó rất là cũ, nó bong chóc hết cả dưới đáy rồi. Đấy, thì nhiều khi cũng chưa có cái gì khẳng định chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, nhưng nhìn thấy cái mình nhìn như vậy mình đã thấy không yên tâm rồi. Đó, thì thay vì chúng ta sử dụng cái ruột nồi cũ thì chúng ta có thể order một chiếc ruột nồi cơm điện mới. Bởi vì thực tế thì thông thường như cái ruột nồi cơm điện mà shop sử dụng ở nhà cắm điện suốt ngày, tức là luôn luôn trong tình trạng thái là nóng ấy, lúc nào cũng trong tình trạng gần như là cắm cơm nóng liên tục từ sáng đến tối ấy, thế nên là ruột nồi nó sẽ nhanh bị bong. Tuy nhiên thì shop cũng thấy là thì kể cả nhanh thì cũng phải sử dụng được tầm khoảng 5,5 đến 2 năm. Đó, thì chi phí cho 5,5 đến 2 năm chúng ta sử dụng một cái nồi cơm điện tính ra nó cũng rất là rẻ thôi, cũng chứ cũng không đắt. Còn khi bỏ ra một lần thì chúng ta thấy tiếc, nhưng thực tế thì nếu tính hàng ngày mỗi ngày có vài nghìn thì quá là ok luôn ạ. Để một sử dụng một chiếc ruột nồi cơm điện mới thì nó phù hợp và chúng ta sử dụng nó sẽ yên tâm hơn. Ruột nồi mới tinh luôn ạ. Đó, thì đây dòng là dòng nồi 1.8 nhé. Dòng này 1.8 dạng chuôi. Các anh chị mà có đang sử dụng mã nồi như này hoặc là sử dụng các cái dòng nồi khác thì cứ liên hệ với shop nhé. Shop sẽ check xem là cái ruột nồi có thể order được không. Bởi rất là nhiều những dòng ruột nồi khách gửi đến nhưng mà cũng chịu không thể order được, bởi vì hãng cũng không có. Thế nên là có những khách nào mà shop mà gửi mà có ruột thay thế là rất may mắn, thì hãy cố gắng trước cơ hội là đặt, bởi vì sau một thời gian nữa chưa chắc hãng đã sản xuất, và không sản xuất thì không thể mua được ruột nồi, thì coi như cái nồi cơm điện của chúng ta sẽ gần như là không sử dụng được, rất là phí, mà sử dụng thì cũng rất là không yên tâm. Đó. Thế nên là các anh chị cần mua dùng nồi cơm điện thì vui lòng liên hệ với shop nhé. Số điện thoại của shop là 0983131528 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của shop. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các video tiếp theo ạ.